Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như vậy là một tuần đã trôi qua, và thêm một lần nữa, mình lại có cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người trong team Văn Liên Minh Huyền Thoại. Điểm nhanh qua những tin tức sẽ có ở số này. Đầu tiên sẽ là màn tái ngộ mái nhà xưa T1 của một trong những ngôi sao thuộc thế hệ vàng của họ. Ngoài ra, những tin tức cập nhật mới về hai giải đấu hàng đầu LEC và LCS. Một tin nóng hổi không kém liên quan đến các hoạt động chống dịch của cộng đồng game thủ thế giới. Và đặc biệt là những hé lộ của các tựa game mới sắp ra mắt. Ok, không lên tuyên nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung chi tiết nhé. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút, thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Thứ nhất, cuộc tái ngộ với Chủ tịch Lee. Không lâu sau khi Bang bày tỏ nỗi nhớ nhà, Wop đã khiến cựu xạ thủ của SKT phải ghen tị vì anh đã nhanh chân chạy về nhà trước. Cụ thể, cách đây không lâu, các kênh truyền thông và mạng xã hội của tổ chức thể thao điện tử T1 đã chính thức công bố bản hợp đồng đặc biệt dành cho cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Wop với vai trò là người sáng tạo nội dung và streamer đại diện cho tổ chức. Thông tin này được cộng đồng và đặc biệt là các fan T1 hết sức đón nhận khi công thần một thời họ đã quay trở về. Trước đó, mặc dù Wop đã hợp tác với Sandbox nhưng vẫn dành rất nhiều tình cảm và thường xuyên theo dõi T1 thi đấu. Những content chủ yếu của anh là về T1 và niềm đam mê cà khịa những người đồng đội cũ, cũng như thu hút khán giả bởi những màn bình luận, phân tích trận đấu một cách chuyên sâu. Thậm chí Wop từng ca thán MVP đầu tiên của Faker ở LCK mùa xuân năm nay khi đánh giá LeBlanc của Quỷ Vương thi đấu quá nhạt nhòa so với đồng đội. Dù vẫn muốn gắn bó lâu dài với sự nghiệp thi đấu, nhưng Wop mắc quá nhiều chứng bệnh tâm lý khiến anh không thể duy trì phong độ ổn định. Giờ đây, anh đã giải nghệ, mọi vui buồn trong quá khứ đều đã đi qua. Chàng béo của chúng ta đã trở lại mái nhà xưa T1 với vai trò mới, ít sự cạnh tranh và không còn áp lực đè nén như trước. Wop sẽ được giao lưu với các tuyển thủ T1 nhiều hơn, được phát triển sự nghiệp ở nơi nuôi dưỡng tài năng và đưa anh trở thành tuyển thủ hàng đầu thế giới. Với việc Wop quay trở lại khóa T1, người hâm mộ lại tiếp tục có cơ hội được chứng kiến những màn đấu võ mồm đỉnh cao giữa Faker và Wop. Hai ông bạn thân ai nấy lo đã từng giúp cho SKT bất khả chiến bại năm xưa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy được quyết định cực kỳ thông minh của bà lãnh đạo T1 khi chiêu mộ cựu tuyển thủ có nhiều năm gắn bó và từng đạt rất nhiều thành công cùng đội tuyển. Sau lần trở về của Wop, thì người hâm mộ hy vọng các cựu danh thủ của SKT sẽ sớm ngày đoàn tụ, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của tổ chức. Thứ hai, trang phục nam anh em siêu nhân FunPlus Phoenix chính thức ra mắt. Một trong những sự kiện được quan tâm nhiều nhất năm vừa qua chính là Douyin Bi và những người đồng đội sẽ lựa chọn vị tướng nào để khoác lên mình trang phục vinh danh nhà vô địch thế giới. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, thì nhóm trang phục chung kết thế giới 2019 FunPlus Phoenix đã ra mắt và khiến dân cư mạng không khỏi trầm trồ vì hiệu ứng đẹp mê ly của nó. Cụ thể, nhóm skin chung kết thế giới 2019 sẽ bao gồm 5 vị tướng: Gangplank của người đi đường trên Kim Gun, Lee Sin của thần rừng Titan, Manfi yêu vợ của Douyin Bi, Vayne trong tay xạ thủ LWX và hỗ trợ Skrip với con bài Thresh. Theo nhiều game thủ đánh giá thì trang phục vinh danh FunPlus Phoenix có nhiều nét tương đồng với dòng trang phục thiết kế cho nhà vô địch 2016 SK Telecom T1. Khi chúng ta dễ dàng nhận thấy màu sắc chủ đạo của hai nhóm trang phục trên đều là đỏ và vàng. Bên cạnh đó thì chủ đề của hai đội cũng liên quan tới hình tượng đôi cánh, khi logo của SKT là đôi cánh vàng, trong khi FunPlus Phoenix là phượng hoàng lửa. Mặc dù có những điểm giống nhau, thế nhưng nhóm trang phục của nhà đương kim vô địch thế giới cũng tạo được rất nhiều ấn tượng, đặc biệt là với hiệu ứng kỹ năng tái hiện hình ảnh logo của đội tuyển này, cùng tạo hình nhân vật mang thiên hướng nam anh em siêu nhân. Trong đó thì Manfi và Gangplank là những vị tướng đầu tiên góp mặt trong dòng skin này, còn Lee Sin, Thresh và Vayne đều đã sở hữu những trang phục chung kết thế giới từ trước. Một điều thú vị nữa trong nhóm trang phục FunPlus Phoenix chính là điệu nhảy của Manfi được mô phỏng theo điệu nhảy của Douyin Bi nhằm đáp trả lời nói đùa của Peck. Một điều thú vị nữa trong nhóm trang phục FunPlus Phoenix chính là điệu nhảy của Manfi được mô phỏng theo điệu nhảy của Douyin Bi nhằm đáp trả lại lời nói đùa của Peck khi tuyển thủ người Croatia nói rằng anh sẽ sang quấy phá Douyin Bi trước trận chung kết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuy nhiên nếu Zichu Esports lầy 1, thì đại diện của Trung Quốc còn lầy gấp trăm ngàn lần và cánh siếc châu Âu đã bị ăn một vố quá đau. Chính vì vậy chưa có đội tuyển nào nhọ như Zichu khi mà thời gian sắp tới họ vẫn sẽ bị đối thủ cà khịa lại chuyện cũ. Và có lẽ các thành viên của Zichu sẽ không bao giờ mua trang phục này. Thứ ba, Cloud9 và Fnatic giành quyền lọt vào trận chung kết tổng. Có thể nói tại Bắc Mỹ thời điểm hiện tại, gần như không có bất kỳ cái tên nào đủ sức cản bước Cloud9 khi ở trận chung kết nhanh thắng với Evil Genius. Mage9 đã giành chiến thắng một cách thuyết phục để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Không cần phải bàn cãi quá nhiều về thực lực của Cloud9, bởi lẽ họ đã trình diễn một lối chơi mạnh mẽ và hiệu quả trước Evil Genius. Mặc dù đội tuyển này được đánh giá rất cao, suốt 4 ván đấu, Zivan và những người đồng đội đã khiến đối thủ của mình phải quay như trông chóng. Dù họ tấn công trên đường trên hay sang lâm, dù họ tấn công lên đường trên hay sang xâm lăng rừng, thì nhiệt độ trận đấu không ngừng được gia tăng cho đến khi kết thúc. Lối chơi áp đảo của Cloud9 đến sự tự tiến bộ vượt bậc của các thành viên, trong đó có Blaber, người được lựa chọn thay thế Charles Fankren ở vai trò đi rừng. Chính nhờ sự chủ động của anh mà đường trên của Licorice dễ dàng vượt mặt Kumo. Còn đường giữa Nisqy có giai đoạn đầu cực kỳ thoải mái trước Jizusuke. Trước sự chênh lệch mà Cloud9 tạo ra, Evil Genius vẫn kịp rút ngắn tỷ số ở ván đấu thứ 3, nhưng chừng đó là không đủ để họ có thể ngăn cản được đối thủ giành được thắng lợi. Với chiến thắng này, Cloud9 sẽ đợi đối thủ của mình ở trong trận chung kết tổng diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Về phần của Evil Genius, họ vẫn còn cơ hội gặp lại Cloud9 nếu vượt qua FlyQuest trong trận chung kết nhánh thua diễn ra vào ngày 19 tháng 4. Tiếp theo là những thông tin về vòng playoff LEC mùa xuân năm 2020. Trái ngược với những phong cách đấu hài thiếu ổn định của Zichu, thì Fnatic đã trình diễn một lối đánh chắc chắn và đã không cho Mad Lion bất kỳ cơ hội nào trong trận chung kết nhanh thắng. Fnatic tận dụng triệt để sai lầm của KZ trong ván 1, xạ thủ này đã lao vào giao tranh quá tự tin. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về Fnatic khi họ chiếm hữu mọi mục tiêu lớn bằng lượng sát thương vượt trội. Tuy nhiên sang ván thứ 2, Mad Lion đã bất ngờ vươn lên dẫn trước chỉ sau 10 phút thi đấu với sự chủ động của con bài Olaf đi rừng. Không may cho họ khi bên phía Fnatic vẫn còn đường trên Wipo với vị tướng Malphite quá cứng cáp, giúp đường giữa Yasuo và xạ thủ Miss Fortune kịp trở lại và snowball ván đấu. Ở game đấu cuối cùng, BYPO tiếp tục chọn Malphite và khu vực đường trên đã trở thành điểm nóng khi giao tranh liên tục nổ ra trong những phút đầu. Tuy nhiên bầy sư tử đã mắc sai lầm khi nhắm vào BYPO quá nhiều, bởi Tristana và Miss Fortune mới là hai vị trí chủ lực trong đội hình Fnatic. Trong tình thế khó khăn, Malion đã cố gắng bắt lẻ và tìm góc giao tranh thuận lợi, nhưng Thresh trong tay của Hailey Zhang đã kịp thời tỏa sáng, giúp đồng đội thoát khỏi nhiều tình huống hiểm nghèo, thậm chí tạo nên những tình huống lật kèo ấn tượng. Với chiến thắng này thì Fnatic đã tiến thẳng vào trận chung kết tổng diễn ra vào ngày 19 tháng 4. Còn trước đó một ngày, Malion sẽ tái ngộ Zichu Esports trong trận chung kết nhánh thua. Thứ tư, Riot Games lấy ý tưởng về skin Teemo cách ly. Mặc dù vòng playoff LCS mùa xuân năm 2020 phải thi đấu online, nhưng không có nghĩa là Riot Games không sản xuất những chương trình đồng hành để hâm nóng cho giải đấu. Cuối tuần này thì hai trận chung kết nhánh thua và chung kết tổng của LCS sẽ diễn ra. Tuy nhiên các sự kiện hướng tới nó đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Theo lịch của LCS thì họ sẽ khởi đầu bằng Art Day, tức là chương trình của những họa sĩ Riot và cộng đồng trổ tài thiết kế những skin cực chất cho Liên Minh Huyền Thoại. Nổi bật trong số đó là buổi stream của các họa sĩ Riot Games và họ đội thiết kế trang phục. Cụ thể thì trong phần lớn thời gian của buổi nói chuyện trực tuyến này, họ đã lên ý tưởng và thiết kế trang phục Teemo cách ly với bộ đồ bảo hộ y tế và mặt nạ phòng dịch. Thông điệp thì vô cùng rõ ràng, tướng Liên Minh Huyền Thoại thì đã thực hiện cách ly xã hội và bạn cũng nên làm điều đó. Ngoài ra trong thời gian diễn ra thì đội ngũ thiết kế cũng nhận được khá nhiều câu hỏi về trang phục của nhà vô địch thế giới FunPlus Phoenix. Có lẽ thành viên của nhóm thiết kế rất thích Nautilus đường giữa thì phải, khi họ đã tỏ ra rất tiếc nuối
vì Doinbi đã chọn Manfi chứ không phải là khổng lồ biển sâu. Như vậy chúng ta có thể thấy, đúng là trong mùa dịch này thì không chỉ đóng góp về tiền bạc mới đáng quý. Những thông điệp nho nhỏ, những ý nghĩa trên cũng đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ít nhất là không khiến nó lây lan nữa. Thứ 5, Valorant bị lộ phiên bản di động. Valorant đang ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất trên toàn thế giới sau giai đoạn Close Beta nhờ lối chơi pha trộn giữa CSGO và Overwatch. Mặc dù còn quá sớm để nói rằng Valorant sẽ trở thành tựa game FPS eSports hay nhất, thế nhưng có thể thấy trò chơi dường như đang hoạt động khá tốt trên phân khúc game PC. Chưa dừng lại ở đó, dường như Riot Games có nhiều kế hoạch hơn dành cho Valorant. Khi mới đây, một người chơi đã phát hiện ra rằng tựa game này có thể chạy trên nền tảng máy tính bảng và đã chia sẻ lên mạng xã hội. Đó là một sự cố khi anh cố chơi Valorant trên laptop của mình. Thật ngạc nhiên, màn hình trò chơi hiển thị các nút điều khiển trên màn hình giống như các trò chơi như PUBG Mobile hoặc Call of Duty Mobile. Đây là một tin mừng dành cho người dùng di động, đặc biệt là những người đang chơi game bắn súng trên di động như PUBG Mobile. Tuy nhiên không có gì đáng ngạc nhiên khi Riot Games sẽ tạo ra một trò chơi di động Valorant vì cha đẻ của Liên minh huyền thoại do Tencent sở hữu và họ đã tạo ra PUBG Mobile và Call of Duty Mobile. Dẫu vậy thì tính cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông báo hay xác nhận chính thức nào từ Riot Games về vấn đề này. Hơn nữa Valorant hiện mới chỉ ở phiên bản beta nên phiên bản di động của nó có thể còn rất lâu nữa mới được phát hành. Thứ 6, chung kết thế giới đấu trường chân lý. Sau 3 mùa giải có thể nói là cực kỳ thành công và thu hút được một lượng người chơi ổn định, đấu trường chân lý đang ngày càng chứng minh sức hút riêng biệt của mình. Mới đây Riot Games đã chính thức công bố kế hoạch ra mắt giải đấu chung kết thế giới của bộ môn cờ nhân phẩm, gọi tên là Teamfight Tactics Galaxy Championship. Đây là giải đấu eSports chuyên nghiệp đầu tiên của đấu trường chân lý do Riot trực tiếp đứng ra tổ chức, sau thành công của hàng loạt giải đấu Showmatch trước đây. Tương tự như chung kết thế giới của Liên minh huyền thoại, Teamfight Tactics Galaxy Championship sẽ được tổ chức một cách bài bản từ giai đoạn vòng loại khu vực cho đến Main Event. Các kỳ thủ có mong muốn tham dự giải đấu sẽ phải đăng ký tham gia vòng loại đấu khu vực thuộc các máy chủ Brazil, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, châu Âu, bao gồm cả Tây Âu, Đông Âu và Trung Đông, Nam Mỹ, Latin, Bắc Mỹ và Hàn Quốc. Trong đó Trung Quốc, châu Âu sẽ sở hữu 3 slot mỗi khu vực. Các khu vực của Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Mỹ Latin, Brazil nhận được 2 slot và Nhật Bản cùng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp một đại diện. Tổng cộng sẽ có 16 tuyển thủ đến từ 18 khu vực máy chủ trên toàn thế giới tham gia tranh tài tại giải đấu chung kết thế giới đấu trường chân lý, với tổng giá trị tài thưởng lên tới 200.000 đô la Mỹ, khoảng 4,7 tỷ Việt Nam đồng. Giải đấu này dự kiến sẽ được ra mắt trong năm 2020. Ở một động thái khác, giải đấu vô địch đấu trường chân lý Bắc Mỹ cũng sẽ được khởi tranh vào tháng 5 tới. Trên thực tế, đây là một hoạt động tính điểm tích lũy dựa trên thành tích của các tuyển thủ tại bậc xếp hạng đơn. Bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 5, Riot Games sẽ tiến hành tính bảng xếp hạng hàng tuần cho các game thủ dựa trên bậc xếp hạng danh của họ tại máy chủ Bắc Mỹ. Sau 12 tuần, 10 tuyển thủ có điểm tích lũy cao nhất sẽ được tham dự vòng chung kết đấu trường chân lý Bắc Mỹ diễn ra vào cuối tháng 8, nhằm chọn ra 2 đại diện tham dự chung kết thế giới. Chính vì vậy, nhiều khả năng giải đấu sẽ được khởi tranh vào giai đoạn đầu hoặc giữa tháng 9, tức là ngay trước khi chung kết thế giới Liên minh huyền thoại diễn ra. Thứ 7, cộng đồng được trao quyền sử dụng tiền bán trang phục để làm từ thiện. Như chúng ta đã biết, Riot Games đã thông báo về việc quyên góp được số tiền là 6 triệu USD, khoảng 142 tỷ Việt Nam đồng, từ doanh thu phát hàng trang phục Karma thần sứ để thực hiện các dự án từ thiện. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng việc sử dụng số tiền đó sao cho hiệu quả cũng là một bài toán nan giải. Và phương án mà Riot đưa ra chính là việc cho phép người chơi Liên minh huyền thoại toàn quyền quyết định cách thức sử dụng số tiền mà họ đã đóng góp bằng cách lựa chọn những tổ chức từ thiện đáng tin cậy để trao tặng. Cụ thể, dựa trên những tiêu chí đánh giá từ giới chuyên môn, quỹ từ thiện của Riot Games đã được lựa chọn ra những tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận tin cậy nhất trong mỗi khu vực máy chủ với tổng cộng 46 đối tác để tiến hành bình chọn. 50% số tiền từ thiện được phân chia cho từng khu vực sẽ được trao tặng cho tổ chức có số lượt bình chọn cao nhất khu vực đó, trong khi các tổ chức khác sẽ được chia đều 50% còn lại, và số tiền tối thiểu mà mỗi tổ chức nhận được không dưới 10.000 USD. Thông qua mục bình chọn từ thiện ngay trên clan,
người chơi có thể lựa chọn bỏ phiếu cho một trong ba tổ chức từ thiện uy tín nhất thuộc khu vực của mình. Dựa trên những tiêu chí đánh giá của Riot Games, mà cụ thể ở đây là quỹ Riot Games Social Impact, máy chủ Việt Nam được xếp vào khu vực Đông Nam Á, với ba lựa chọn là tổ chức Dariu, dự án OpenMind và Passerel Numeris. Mỗi tổ chức đều có định hướng và đối tượng phục vụ khác nhau. Ví dụ Dariu là tổ chức từ thiện nhắm tới việc hỗ trợ người nghèo, phụ nữ với mức thu nhập thấp, trẻ em khuyết tật, thông qua các phương thức hỗ trợ tài chính và giáo dục. Trong khi đó thì OpenMind và Passerel Numeris thì hướng tới đối tượng thanh thiếu niên với mục đích phổ cập công nghệ, kỹ năng sống và phương thức giáo dục hiện đại tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ về việc ra mắt bình chọn từ thiện, Riot Games nhấn mạnh: "Công việc của chúng tôi vẫn chưa thể dừng lại ở đó. Chúng tôi nghĩ rằng chính những con người gần gũi với cộng đồng mới là những người tốt nhất để giúp chúng tôi tìm ra các giải pháp. Vì vậy chúng tôi sẽ phải hỏi ý kiến của chính những người chơi trên toàn thế giới trong việc lựa chọn ra tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất dành cho khu vực của họ." Điều đó có nghĩa rằng, bên cạnh việc sử dụng doanh thu có được, Riot Games cũng đánh giá cao việc cộng đồng game thủ tự tay lựa chọn những phương án từ thiện mà bản thân họ cho là tối ưu. Và thông qua việc bình chọn này, cộng đồng Liên minh Huyền Thoại cũng có dịp cập nhật những tin tức mới mẻ về tổ chức từ thiện uy tín trên toàn thế giới. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung trong tin vắn Liên minh Huyền Thoại số tuần này của Cà phê Liên minh. Với những thông tin trên thì mình hy vọng sẽ giúp cho tất cả các bạn cập nhật tình hình Liên minh Huyền Thoại một cách kịp thời nhất, cũng như có thêm những kiến thức bổ ích về trò chơi. Và nếu sau khi xem xong video này, các bạn có suy nghĩ gì thì các anh em hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà phê Liên minh được biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tin vắn Liên minh Huyền Thoại tiếp theo nha.